Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận Ninh Kiều đến dự. Trong 6 tháng qua, Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều phát huy tốt vai trò tham mưu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chỉ đạo ba phường Cái Khế, An Nghiệp và Thới Bình diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân đúng mục đích yêu cầu đề ra. Cảnh đó điều động trên 180 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tham gia khắc phục hậu quả bảy vụ thiên tai, quả quạng, giúp nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Tiền Phong, quỹ viên ban thường vụ thành quỹ, bí thư quận quỹ Ninh Kiều, lưu ý trong thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị nghị quyết về nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đặc biệt chuẩn bị tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ đúng theo kế hoạch phê duyệt